Ngày 7 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn. Sáng cùng ngày, người quen của ông N, 65 tuổi, không thấy ông đi tập thể dục như mọi ngày nên gọi hỏi người thân của ông N. Khi người nhà ông N đến nơi ông sống, gian quốc lộ 1, gần khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, thì phát hiện ông N đã tử vong. Được biết, ông N mới đến ở đây khoảng 3 tháng trong căn nhà dựng tạm bằng thùng container và làm nghề sửa xe. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sau đó có mặt điều tra, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ người đàn ông tử vong